Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm sao tìm đường đi metro của Nhật nha. Nếu mà bạn muốn đi tìm chỗ đó thì bạn mở cái này là cái map app á. Xong rồi bạn chọn cái nơi mà bạn muốn đến ha. Mình lúc nãy bạn chọn direction ha, xong rồi chọn train. Rồi chọn cái tuyến đường nào mà bạn muốn đi á. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi cái chuyến i-train này thôi, xong rồi nhấn go ha, xong rồi nó sẽ chỉ đường cho bạn đi nè. Bạn muốn phải đi từ đâu tới đâu tới đâu đó, exit chỗ nào nó chỉ hết á. Với lại bạn mà có em bé đó, bạn nhìn ra trên đường thấy cái chỗ này nó có cái hình elevator đó. Bạn đi cần có elevator hay gì á, bạn có thể nhìn cái này để biết chỗ nào xuống, rồi thấy nó thấy cái đường nó màu hồng nó xuống dưới ha. Dạ, đơn giản vậy thôi ha. Rồi nó sẽ chỉ cho bạn, ví dụ như cái này là mình phải đi tới exit I-11 nè, rồi đi xuống xong rồi nó chỉ đi ra exit nào A5 vậy đó ha. Thì khi mà bạn đi vậy bạn muốn đỡ hao pin á thì mình sẽ turn off lên cái airplane mode, nhưng mà nó vẫn chỉ đường cho bạn. Với lại khi mà bạn lên trên trên rồi á thì cái GPS nó vẫn work ha. Tại vì mình đang ở dưới hầm nên là GPS bây giờ không work, nhưng mà đi lên trên nó sẽ work. Vậy rất là đơn giản, đi ở Tokyo vậy đó. Lát nữa là đi ra tới cái trạm I-11 nè. Đã hướng dẫn đầy đủ khắp các nơi ở ngoài, ở ngoài nó cũng có, nhưng mà trong train nó nhiều khi nó cũng announce cái station nó announce bằng tiếng Anh á, cũng dễ nghe lắm. Nhiều khi nó cũng có cái screen để mình coi á. Như các bạn thấy bây giờ mình đang ở airplane mode nè, là không có dùng cái đây đà của điện thoại, nhưng mà cái GPS nó vẫn quất nữa không, nó quay vòng vòng nè đó. Còn nếu mà bạn thấy mà nó chưa có chỉ hướng cho bạn nhấn vô cái chỗ mũi tên ở cái góc bên tay trái ở phía dưới á đó. Bây giờ mình đang đi trên đường tới Sobono nè, đó nó chỉ đường không đó, mà không có cần dùng đây ta đó. Tại vì nếu mà bạn đã có cái direction nó turn on rồi á, đó thì sau đó tắt cái đây là ok ha. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe, like, share và để vô cái phần comment bạn muốn xem video nào cho kỳ sau nha. Bye bye.